Ngay sau khi đến Hàn Quốc vào tối ngày 19 tháng 4, ông Phan Văn Trại, bố đẻ của chị Phan Ngọc Thanh, đã được gặp cháu mình, Quân Chi Dân, con gái chị Thanh, người may mắn được cứu sống trong chuyến phà định mệnh. Gia đình chị Thanh đã được đại diện Bộ Phụ Nữ và Bình đẳng giới Hàn Quốc hỗ trợ đi tàu xuống quận Chindo, nơi đặt trụ sở Trung tâm Cứu trợ Khẩn cấp vụ chìm tàu Siwon. Tại đây, bố đẻ và em gái chị Phan Ngọc Thanh đã được đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc hỗ trợ nơi ăn nghỉ, đi lại tại hiện trường để tìm hiểu các thông tin về con gái, con rể và cháu ngoại hiện còn đang trong diện bị mất tích. Sáng ngày 16 tháng 4, chơi còn gọi điện về cho em. Chơi nói là chơi gửi tiền về cho mẹ rồi. Rồi chơi còn gửi hình cho em. Chơi nói là chơi đang chuẩn bị về đảo Jeju. Khi nào chứ về tới đảo, chứ sẽ gọi điện về cho em hay. Nhưng đến chiều, em và mẹ vẫn gọi cho chớ nhưng gọi không được. Nhận được tin gia đình chị Thanh đã sang Hàn Quốc và hiện có mặt ở quận Chindo, một số công dân người Việt hiện đang sinh sống, lao động và học tập tại khu vực lân cận đã đến thăm hỏi, giúp đỡ và động viên gia đình. Sau khi tra cứu danh sách các nạn nhân đã bị thiệt mạng, cũng như danh tính những thi thể đã trục vớt, nhưng chưa tìm được người thân. Tính đến 23 giờ ngày 21 tháng 4, gia đình chị Thanh chưa có thông tin gì về con gái, con rể và đứa cháu mất tích của mình.